mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Trong video ngày hôm nay thì Nhi sẽ chia sẻ với mọi người 9 món ăn nhất định phải thử khi đến Bangkok, Thái Lan ha. Nhớ xem đến hết video nha. Ok, let's go. Món đầu tiên cũng là món mà Nhi ăn nhiều nhất trong chuyến đi khám phá Thái Lan vừa qua, đó là món thịt nướng. Nghe thì có vẻ kỳ đúng không? Thịt nướng thì ở đâu mà chả có. Việt Nam mình cũng có vậy, Malaysia, Kuala Lumpur cũng có vậy. Nhưng mà Nhi phải đảm bảo với mọi người là thịt nướng ở Thái Lan ăn rất là cuộn luôn ấy. Ăn một xiên là nhớ mãi luôn. Đây cũng là món ăn đường phố rất là nổi tiếng ở Thái Lan luôn và cũng được lòng du khách nữa. Ở đâu cũng có quầy bán thịt nướng hết á. Từ chợ đêm nè, từ chợ cuối tuần nè, đến khu trung tâm thương mại nè, đường phố nè, ở đâu mọi người cũng sẽ thấy được món này hết á. It's okay, I take this one. Okay, like. How much for one? 15 baht for one. 15? Yeah. This one and this one is chicken. How much? Same. The same too? No. Okay. Okay, I got one this and one this. Can you teach me? Sawadee kap? Kap? Sawadee kap. Sawadee kap. Sawadee. Sawadee kap. Ăn nào. Ngon vãi. Như có hỏi thì anh ấy bảo đây là thịt gà. Còn đây là thịt heo nè. Ngon lắm. Con nóng quá mà người con ấm ấm. Nhưng ăn rất là ngon. Không bị nguội. Xiên vào và họ đem đến nướng thôi mà. Cái ngon á là thịt gà rất là dai dai. Thơm, thơm mùi gà chứ không có hại là thơm mấy cái mùi kiểu gia vị hay này kia. Nhưng mà gia vị này tẩm rất là ngon nha. Mình tiếp tục thử cái thịt heo nào. Hình như cái sốt ướp á là chung. Chuyện hạt thịt thôi, vừa nãy thịt gà đây thịt heo. Dạ cũng bằng, sốt cũng giống nhau. Tiểu hạt á là vừa nãy thịt gà thì nó sẽ là từng miếng xong rồi họ sẽ xiên vào. Còn thịt heo thì là một gọi là một cục hình chữ nhật xong họ xuyên vào. Thật ra đồ xiên nướng của người Thái rất là đa dạng, có xiên nướng xúc xích nè, cá nè, chả cá, chả bò, chả tôm, cho đến rau củ hay là nội tạng động vật cũng có luôn. Nhưng mà Nhi thấy ngon nhất, tuyệt vời nhất, xứng đáng nhất và phải thử nhất là món xiên nướng thịt gà với là thịt heo. Mọi người ăn cùng xôi hoặc là cơm á. Nhi đảm bảo là mọi người sẽ không bao giờ dừng lại ở một xiên đâu, mọi người sẽ nhớ mãi hương vị và tìm mua và ăn rất là nhiều lần luôn. Nhi nằm vùng trong những group review du lịch Thái Lan tự túc này kia nè, thì Nhi thấy rất là nhiều anh chị hỏi cách để mà mua thịt nướng này mang về Việt Nam luôn á mọi người. Cho nên đừng xem thường nha, nhỏ mà có vỏ á. Giá thì Nhi đi vào tháng 10 năm 2022 là 12 baht ở chợ đêm Shop Fair và những hội chợ cuối tuần, tiền Việt là khoảng 8.000 đồng. Còn ăn ở khu trung tâm thương mại Central World hoặc là Icon CM thì 15 baht, tiền Việt là khoảng 10.000 đồng. Còn bịt xôi ăn kèm là 10 baht, tiền Việt là khoảng 7.000 đồng á. Giá rất là phải chăng luôn, mà miếng thịt rất là chất lượng nha, ngon dễ sợ luôn á. Xiên thịt gà thì từng cục rất là bự, xiên thịt heo thì đầu tiên họ sẽ xay ra, băm ra, có cả nạc và mỡ rồi tẩm ướp gia vị cho thấm đều, rồi sau đó họ mới dùng một cái khuôn để ép vào cái cây xiên và nướng lên. Mọi người nhớ mua ăn lúc còn nóng nha, ăn không thôi cũng ngon rồi á. Nhưng mà mọi người nên thử mua thêm cái bịch xôi hoặc bịch cơm á, ăn rất là bùi và rất là thơm, vì ở trong xôi hoặc là cơm thì họ sẽ bỏ thêm nửa cục dưa nữa. Nhớ ăn nha mọi người. Món thứ nhất là món ăn mà Nhi thích nhất ở Thái Lan rồi, nên là món thứ hai sẽ là món nước mà Nhi thích nhất ở Thái Lan, đó là nước ép lựu. Đi đến đâu ở Thái Lan thì mọi người cũng sẽ dễ dàng nhận thấy những quầy hàng bán nước ép lựu từ trong chợ đêm nè, chợ cuối tuần nè, khu phố người Hoa nè, khu trung tâm thương mại, rồi cả quầy hàng ngoài đường nữa. This one.
How much for this one? Here. 50 baht, 40 baht. 50 and 40? 50, 40. Okay, so 40, but ice, a lot of ice, really hot. A lot? Yeah. And what this? Orange juice. Orange juice? What this? Pomelo. Pomelo. I got it. Okay, so I have this one. Nước ép chai bự thì 50 bạt, tiền Việt là 34.000 đồng, chai nhỏ hơn một xíu là 40 bạt, tiền Việt là 27.000 đồng. Trong video Nhi đang uống chai nhỏ mọi người, nhưng mà không đủ nha, nó rất là ngon luôn á, cho nên là Nhi uống liên tục, uống xíu là hết à. Nước ép lưu rất là đặc biệt, thật ra Việt Nam của mình á, hay là ở Kuala Lumpur, Malaysia nơi mình Nhi sống á, thì ít thấy nước ép lưu mà. Việt Nam mình cũng có ít quay bán, cho nên là Nhi rất là muốn thử nước ép lưu ở Thái Lan luôn. Thì đúng là món nước ép này cực kỳ ngon luôn á, ngọt, thơm, thanh, vị rất là đặc biệt. Do mình làm mình cũng tò mò nữa. Lưu thì có lợi cho sức khỏe của mình nè, nhiều vitamin C, nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa nữa, rất là healthy. Đi du lịch mà vẫn giữ được sự healthy thì càng tốt mà đúng không? Ở quầy hàng cũng có trưng bày những quả lưu rất là đỏ, bự nữa, nên là mọi người nhớ thử nha. Nhiều khi đi chơi nhiều mà thời tiết ở Thái Lan cũng nặng mà nặng nữa, nên là mình dễ bị nặng mệt và khát nước, thì chỉ cần một chai nước ép lưu 40 baht thôi là mình đủ lại là sức rồi. Uống một ngụm là hết luôn, hết sạch luôn. Wow, sướng quá. Rất là đầm mùi lưu luôn á mọi người, chứ không phải là không, Nhi nghĩ là họ vẫn có cho thêm đường nha, tại vì cái nó khá là ngọt. Nhi nghĩ là, nhưng mà không đến mức là ngọt gắt, ngọt bị quả bỏ quá nhiều đường đâu. Nhi nghĩ là họ có thêm đường vào nước lưu, nhưng mà vừa vừa thôi, không có bị ngọt gắt. Mà nước lưu khá là thanh. Ngon ghê. Thái Lan có khí hậu nhiệt đới, thời tiết rất là nặng nóng, nên là ở đâu cũng có những quầy hàng bán nước ép hay là sinh tố trái cây hết á. Trong chuyến du lịch Thái Lan này á, Nhi đi bộ đúng nhiều luôn á, đặc biệt là đi tham quan khám phá mấy ngôi chùa nè. Đi chùa thì không thể đi buổi chiều tà hay là buổi tối được đúng không? Trời ơi, đi buổi sáng á, nặng kinh khủng luôn, nên là mỗi lần đi chùa là một ly nước sinh tố trái cây á mọi người. Mấy quầy hàng sinh tố thì Nhi thấy rất là đa dạng luôn, đi đâu cũng có hết nên là dễ mua lắm á. Đây là quầy sinh tố trái cây ở chợ đêm Sách Phe nè. Trời ơi, đông lắm, phải xếp hàng luôn á. Như chọn Miss Berry, anh ấy xay quả Việt Quất, quả mâm xôi và quả dâu tây rồi bỏ đá và sữa vào. Đó, chỉ vậy thôi á mà ngon cực kỳ luôn á. Giá một ly là 55 baht, quy ra tiền Việt là 38.000. Còn nếu như mà chọn sinh tố bơ thì là 70 baht, tức là 48.000 đồng á. Đối với Nhi thì cái giá này không có mắc đâu nha, vì cái ly này đụng bự luôn á, như uống xong ly đó là nó luôn á mọi người. Ở đây cũng có quầy hàng nước dừa này mọi người, nhìn ngon không? Trời ơi, món thứ ba cũng là một món nước mà Nhi cực kỳ tâm đắc luôn á. Đảm bảo ai đi Thái Lan rồi cũng sẽ biết đến món nước này, đó là trà sữa cha tra mu. Thương hiệu trà sữa quốc dân ở Thái Lan đó mọi người, cực kỳ nổi tiếng, cực kỳ đông khách luôn. Trong mấy cái bài báo, video du lịch Thái Lan ở các nền tảng mạng xã hội á, đều chia sẻ rất là nhiều về thương hiệu trà sữa này. Và tất nhiên là một thương hiệu trà sữa nổi tiếng và được nhiều người recommend như vậy, thì Nhi phải đi để xem là có gì đặc sắc chứ. Nhi là một đứa cực kỳ nghiện trà sữa luôn á. Thương hiệu trà sữa cha tra mu có từ rất lâu rồi, kể từ năm 1945 lẫn, và đến bây giờ thì trở thành một thương hiệu trà nổi tiếng, được lòng cả dân địa phương và khách du lịch luôn. Danh tiếng lừng lẫy của thương hiệu này khiến cho ai đến du lịch Thái Lan cũng phải thử trải nghiệm vị trà này. Rồi khi mua quà về thì họ cũng lựa chọn mua những gói trà cha tra mu để tặng làm quà cho người thân sau chuyến du lịch Thái Lan đó mọi người. Trong chuyến du lịch Thái Lan này của Nhi thì Nhi uống trà sữa cha tra mu này ở Icon Siam, khu vực chợ nổi Sóc Siam ở Tân Gơ, Tân Grau mọi người. Giá là 50 baht, tiền Việt là 34.000 đồng. Cha tra mu. Uống thử nha. Wow. Ngọt quá. Ngọt quá đi. Nhớ ẩm thực lên trên. Với gồng hụt lên trên thì vừa rồi, tại vì ở trên nó sẽ có đá, còn ở dưới thì nó rất là đặc ấy. Thì mọi người đặt bột nó, khi mà đè xuống bột nó chỉ mà phải dưới ấy, mà nó rất là đầm. Rất là vừa miệng. Đoạn đầu uống thì thấy rất là ngọt, tại vì nó nằm ở phía dưới á mọi người, lúc nào mà uống trà sữa mà thấy ngọt á thì dơ cũng hụt lên một xíu, giờ trên cỏ đá nó sẽ đỡ hơn. Rất là ngon, rất là thơm mùi trà luôn á, có một nét gì đấy rất là đặc biệt, không giống như những loài trà bình thường mà quán nào cũng hay có. Những cái trà Phúc Long của Việt Nam mình á cũng có một cái mùi gì đấy của Phúc Long.
mùi trà nha, chứ không sữa thì cũng giống rồi, nhưng mùi trà nha, mùi trà mới làm mới tạo nên được sự khác biệt cho trà sữa. Thì ở đây mùi trà đấy có mùi rất là thơm. Vị trà rất là đậm. Trà ở đây được pha đậm đà và không quá ngọt. Nhiều uống thì thấy cực kỳ đặc biệt luôn á. Vị trà rất là đậm và thơm, mùi thơm không lẫn đi đâu được luôn á. Đến mức mà mọi người biết không, để Nhi kể cho nghe. Sau khi mà Nhi uống trà sữa cha Trà mua ở Iconsiam rồi á, thì ngày hôm sau Nhi đi Asian Tick the Riverfront. Thì Nhi đi dạo, mà Nhi ngửi thoáng một xíu thôi là Nhi biết chắc chắn có quầy trà sữa cha Trà mua ở khu vực này rồi. Cái mùi á, mùi cực kỳ thơm và đặc biệt luôn. Mọi người nhớ thử thương hiệu trà sữa này nha. Giá cả phải chăng, thương hiệu lâu đời có từ năm 1945, nổi tiếng và đông khách, nhân viên thân thiện, dễ thương, ở đâu cũng có cha Trà múa hết á. Trong mấy khu thương mại như là Iconsiam nè, Central World nè, Terminal 21 nè, mọi người có thể tham khảo đường dẫn như điện kèm ở phần mô tả nha. Nếu như trà sữa cha Trà múa nổi tiếng vì lâu đời, có từ năm 1945 và hương vị thơm ngon, thì trà sữa Pancha nổi tiếng vì nằm trong danh sách Michelin Guide. Tất nhiên thì hương vị cũng thơm ngon không kém rồi. Pancha thì bắt đầu vào năm 2009 và đây là cửa hàng được nhận danh hiệu Michelin Guide trong vòng 4 năm liên tiếp, năm 2018, 19, 20 và 21. Đây là người sáng lập ra Pancha, cô ấy tên là Kanchana, có mong muốn và khát khao đưa trà Thái Lan ra khắp quốc tế. Và nhìn nghĩ là ước mơ này của cô ấy đã trở thành sự thật rồi, vì Pancha có được sự công nhận từ Michelin Guide và du khách khi đến trải nghiệm cũng rất hài lòng. Cô ấy đã nói cho Michelin Guide rằng món tráng miệng hình thành từ ký ức tuổi thơ khi thưởng thức món đá bào mát lành đánh bay cơn nóng của Thái Lan. Nó cũng rất dễ để ăn nữa. Mình có thể mua ở bất cứ đâu và ăn nó vào bất cứ lúc nào. Mọi người trong gia đình có thể chia sẻ và cùng nhau thưởng thức nè. Bằng cách kết hợp trà Thái với đá bào, Pancha đã biến thức uống này thành một món tráng miệng rất đặc biệt. Và món tráng miệng đặc biệt này đã gây ra một tiếng vang lớn và đã đưa Pancha đến vị trí như ngày hôm nay. Món signature ở đây là đá bào trà Thái, 335 bạt, quy ra tiền Việt là 238.000 đồng. Thật ra thì cũng không phải là bình dân đâu, nhưng mà cái này rất là bự, ăn phải tầm 3-4 người luôn á. Rất là lớn luôn nên ăn một mình là chắc chắn sẽ không hết rồi á. Gồm có đá bào này, trà sữa Thái, sữa đặc, topping và ở dưới thì có đá khô nè, khi mà đổ nước vào thì khỏi bãi rợp luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Nếu đi một mình thì mọi người có thể gọi món nước Royal Thai Milk Tea, trà sữa hoàng gia Thái Lan, với giá là 155 baht, tiền Việt là 110.000. Đây cũng là một món bestseller á mọi người. Hiện tại Nhi đang đứng ở Pancha Central World. Ngay khi vừa mở đơ xong thì họ sẽ đưa cho mình cái này và bị bỏ trên bàn để chứng minh là bàn này đã có người ngồi rồi, và để cho anh phục vụ đem về món nước và tương ứng với cái số bàn nữa. Ở đây sẽ có một cái trầu hoa. Dễ thương ha. Bên này sẽ có những cái newsletter và đây là một giống như là một cái tạp chí vậy á. Ok, cheers. Trà đấy rất là thơm, đậm vị, không ngọt gắt và trân châu cũng mềm dẻo, dai dai, ăn rất là cuộn luôn. Hương thích những cảm mà nó là lạ chứ nó không có đại trà, kiểu như là phúc lắm cũng có một vị rất là lạ nè. Pancha, Cha Trà Múa cũng vậy, khác vị nó khác nhau hoàn toàn luôn ấy. Nhưng mà mỗi cái brand nó sẽ có một cái hương vị đặc trưng luôn, độc đáo luôn. Hiện nay, Pancha có mặt ở hầu hết các khu trung tâm thương mại Central World, Iconsiam, Siam Paragon rất nhiều. Những bạn khi đi du lịch Thái Lan thì chắc chắn trong kế hoạch luôn có một khoảng thời gian để trải nghiệm Pancha và đặc biệt là mua trà sữa Pancha đóng chai mang về Việt Nam nữa. Đến Thái Lan thì nhất định không thể không kể đến Pad Thai rồi đúng không? Thì một cửa hàng Pad Thai rất là đáng thử, đó là Pad Thai Thip Sa Mai. Mọi người có biết không, Pad Thai trước đây được gọi là Khuay Tiêu Pad, là món ăn được tạo ra trong Thế chiến thứ 2, lúc mà đất nước Thái Lan rất là nghèo và bị thiếu hụt lương thực. Do chi phí sản xuất cao cao trong thời kỳ chiến tranh nên thủ tướng đã khuyến khích người dân ăn mì thay thế. Vì vậy, Khuay Tiêu Pad đã được tạo ra. Như đọc phần Việt cho mọi người, cái chữ sẽ pop up ở trên màn hình ha. Thời gian trôi qua thì người ta gọi món này là Khuay Tiêu Pad thành Pad Thai. Do hương vị độc đáo nên Pad Thai phổ biến từ thời đó đến bây giờ luôn. Thip Sa Mai Pad Thai là một nhà hàng Pad Thai lâu đời nhất ở Thái Lan, đã bắt đầu danh tiếng vào Thế chiến thứ 2 và duy trì cho đến tận bây giờ luôn. Ở nhà hàng này thì mọi người cũng sẽ thấy những cái bảng ghi là since 1939, tức là nhà hàng này được thành lập kể từ năm 1939. Mọi người có thể tìm thấy Thip Sa Mai ở trung tâm thương mại Iconsiam này, Siam Paragon, Siam Royal International, King Power Complex, rất nhiều những khu trung tâm thương mại có Thip Sa Mai. Nhà hàng Pad Thai Thip Sa Mai ở Iconsiam này, ở cửa hàng ở đây thì khá là rộng rãi và được bày biện cũng rất là đẹp nữa.
Mọi người có thấy bức hình này không? Khi mà lên website của Thiếp Sao Mai Bát Hải hoặc là đến ăn ở cửa hàng thì mọi người sẽ luôn thấy hình ảnh này. Thì Nhi kể cho mọi người nghe một chút xíu về câu chuyện đằng sau bức ảnh này ha. Tại vì đây là một câu chuyện rất là thú vị á, và đây cái hình ảnh này cũng khiến Nhi tò mò nữa. Cô gái ở trong bức tranh là cô Sa Mai. Cô Sa Mai lúc đấy còn là một cô gái trẻ. Cô tham mẹ đến kinh Phasi Charoen, là kinh có chùa Quách Bắc Nam, chùa có tượng Phật lớn nhất Thái Lan á mọi người. Cô Sa Mai giúp mẹ bán đồ ăn Thái và món tráng miệng trên một con thuyền dọc con kinh này. Thì trong thời gian này thì cô Sa Mai đã học cách nấu, trong đó thì có món Bát Hải. Thời gian trôi qua thì cô Sa Mai đã kết hôn, nhưng mà chồng của cô làm ăn thua lỗ và đóng cửa. Sau đó thì họ bắt đầu một công việc kinh doanh mới, đó là mở quầy hàng Bát Hải, và đó là quầy Bát Hải đầu tiên ở thủ đô luôn. Lúc đấy thì quầy hàng được dừng trên một lối đi bộ, chỉ với một bếp than nhỏ và một số chiếc bàn cũ thôi. Trong một thời gian ngắn thì quầy hàng Bát Hải của cô Sa Mai đã nổi tiếng, và năm 1966 thì nó được đặt tên là Thiếp Sa Mai Bát Hải. Hiện nay thì Thiếp Sa Mai Bát Hải được đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế, những người sành ăn và giới truyền thông đón nhận. Đây là một trong những món ăn mà nhất định phải thử khi đến Thái Lan luôn. No spicy, okay, because I cannot eat spicy. Okay, this one and I have mandarin, so it's okay. Yeah. Và cái khu bếp ấy là khu mở như vậy nào. Mình cũng có thể ngồi ở đây và nhìn vào bên trong. Khi mà có khách vào ấy thì sẽ bưng cái này ra. Vừa nãy cái chị phục vụ cũng đã làm như thế. Như của Thiếp Sa Mai nha. Thật ra nó cùng cái giá thì nó cũng không phải là bình dân đâu, cũng không phải là gọi là rẻ lắm đâu. Món ăn đã ra và mọi người nhìn nè. Ôi trời ơi, có hai con tôm và tất cả đều cuộn tròn trong một cái mảnh trứng rất là mỏng. Ở trên có hai miếng ớt và muối ngon. Giá, chanh. Cái này là măng hả? Măng và rau dền, hành lá. Sau khi mà đã ăn được gần hết ý, thì Nhi mà định chỉnh lại nha. Là ở đây nè là rau mã thì đúng rồi nè, nhưng mà ở đây không phải là hành lá mà là cây hè nha. Nhi đã hỏi nhân viên ở đây rồi, và đây không phải là măng như vừa nãy Nhi nói, mà đây là bắp chuối. Nói chung là ăn rất là ok. Nhi ăn Bát Hải Thiếp Sa Mai ở Icon Siam. Nhi hỏi chị nhân viên là món signature ở đây là gì, thì chị nhân viên chỉ món này, nên là Nhi đã order và trải nghiệm món này. Có hè nè, bắp chuối, trứng, tôm càng rất là bự, vì khá là đặc biệt, mềm mềm, dai dai, ngon, thơm, và đặc biệt là nó không bị dầu mỡ hay là bị ớn ấy, như là ăn ở những cửa hàng khác. Nói chung là Nhi thấy ok. Món tiếp theo là một món mà Nhi cực kỳ tâm đắc. Một món mà hồi Nhi còn nhỏ thì bà mua cho Nhi ăn rất là nhiều lần. Sau này lớn lên thì thấy cũng ít con ấy. Có thể là bạn ở đâu đấy, nhưng mà Nhi tìm không có ra nữa. Thì lúc mà Nhi qua Hà Lan thì Nhi thấy món này hoài luôn á. Đó là bánh đậu xanh hình trái cây, tiếng Thái là bánh lúc chúc. Nghe tên vui ha. Mà nó cũng rất là dễ thương nữa, kiểu cứng cứng á. Cái bánh này rất là nổi bật do màu sắc của nó. I would like to have this one. I'm not sure, let me check first. Cái bánh này ở phía trong là đậu xanh ngào đường và nước dừa nè. Mềm, ngọt thì hơi nhiều một xíu, kiểu cũng khá ngọt đó. Ở ngoài là bọc một lớp xương sa mỏng và được tạo hình thành các loài hoa quả. Sau đó thì được phủ màu lên để thêm phần sống động nữa. Cheers. Quá thay rắn rồi. Ăn thử nào mọi người. Quả đu đủ. Giống vị hồi xưa quá đi. Hồi xưa bà Nhi hay mua những quả này, nhưng mà hình như ở Việt Nam mình nó sẽ bán những quả giống như là quả ớt, quả táo, và nó bự hơn, nó không nhỏ một xíu như thế này đâu, nó bự tầm chừng này nè. Đó thì bà Nhi hay mua và cho Nhi ăn, thì Nhi rất là thích cái món đấy. Nhưng sau này á, Nhi không tìm lại được món đấy nữa, và bây giờ qua Thái Lan thì mình tìm được rồi. Là cái món này á, là ở phía trong á, là đậu xanh khá là ngọt, rất là mềm luôn, rất là dẻo. Còn ở ngoài là một cái lớp miếu tả như thế nào nhỉ, một cái lớp rau cấu hả, một lớp thạch
Đúng rồi, một lớp hạt mỏng mỏng bao quanh ở bên ngoài. Và đặc biệt là màu sắc nó rất là giống với cái quả mà nó biểu tượng, giống như quả đu đủ. Thì nhìn vào một củ là mình sẽ nhận thấy ra đó là quả đu đủ. Tức là những cái màu sắc ở đây nó rất là đẹp ý. Đấy, cái cách làm màu sắc ở cái thạch ở phía bên ngoài rất là đẹp. Hồi nhỏ ba mua như là Nhi thường hay ăn quả ớt, bởi vì nó là đẹp nhất, màu đỏ rất là đẹp, màu rất là đẹp đúng không? Trong quá khứ, đây là món ăn tráng miệng của chị Duyên, vua chúa và dòng dõi hoàng gia thôi. Nhưng mà ngày nay thì ở đâu cũng có. Nhi mua bánh này ai kinh xiảm á, giá là 35 bạt mà quy ra tiền Việt là 25.000 đồng. Quả ớt này, nhưng mà hồi ba Nhi mua cho Nhi thì quả ớt này bự hơn và nó đỏ hơn. Chắc là không chỉ là do cái size thôi chứ nó cũng không ấy, nhưng mà ăn nó rất là chính xác là cái quả mà bà đã mua. Ở Việt Nam không biết chỗ nào bạn mấy quả mở quả này. Rất là ngon, đậu xanh rất là mịn, chỉ có cái là nó hơi ngọt. Mà từ lúc mà Nhi ăn, từ lúc còn nhỏ thì nó đã ngọt rồi, cho nên ok. Nếu như mà mọi người muốn thử món này thì rất là dễ, tại vì ở đâu cũng có hết. Mọi người có thể tìm mua ở food court trong khu trung tâm thương mại nè, chợ cuối tuần nè, chợ đêm nè, mấy chùa nè, hoặc là quay xe bạn ngoài đường cũng có luôn. Ăn bánh này cũng thú vị lắm á, do màu sắc sặc sỡ với lại hình dạng của nó cũng dễ thương nữa. Món tiếp theo là một món bánh truyền thống của Thái Lan mà Nhi rất là thích, đó là Khanom Thom. Đây là món tráng miệng truyền thống của Thái Lan luôn. Thường á, mọi người sẽ thấy được bán ở quầy hàng rong hoặc là những quầy hàng nhỏ nhỏ ở trước chùa. Tất nhiên là khu trung tâm thương mại cũng có nha, ví dụ như ở Icon Siam thì cũng có luôn, nhưng mà giá nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Nhi thử món bánh này ở trước chùa Quách Bắc Nam, giá là 25 bạt, quy ra tiền Việt là 18.000 đồng. Khá là bình dân và dễ mua cho nên mọi người nhớ thử ha. Và đây là bánh dừa, ở trong sẽ có nhân dừa nữa. Nào, thử nào. Ăn nào. Mềm. Mềm, rất là nhiều dừa. Khá là ngọt. Rất là ngọt. Nhìn sâu cho mọi người thấy nè, ở ngoài á là cơm dừa nè, đó, ở phía trong cũng là dừa, nhưng mà ở trong là chắc là dừa mà họ thêm đường vào hay sao ấy. Nói chung là nó màu cam cam như vậy và vị rất là ngọt. Còn cái lớp mà bao xung quanh ở ngoài ấy, đó là bột, chắc là bột nếp ha. Rất là mềm luôn ấy, rất là mềm, bánh khá là ngon, nhưng mà nếu như mà tiết chế cái vị ngọt một xíu nữa thì sẽ hợp với cái gọi là hơn. Bánh Khanom Thom này á, nó là cái bánh dừa nhỏ nhỏ tròn tròn. Cái vỏ ở ngoài á thì người dân Thái Lan sử dụng bột nếp và nước đường trộn đều. Còn cái nhân ở bên trong á là dừa nào rim với đường và còn nước cốt dừa nữa. Người dân ở Thái Lan họ sẽ vo viên lại và hấp chín, sau đó thì lăn qua dừa xay hoặc là dừa nào. Khi mà mình ăn á thì mùi dừa rất là đậm luôn. Đối với Nhí á thì ngọt nhiều lắm. Nhưng mà vẫn đạt để thử, tại vì nó thơm, mềm, dừa ở ngoài thì sực sực, còn dừa ở trong á thì mềm và ngọt ấy, kiểu tan ở trong miệng luôn. Đối với những người mê dừa thì món này chắc chắn là món tủ luôn á. Món này á mọi người, Nhi xem mấy cái video du lịch này kia ấy, trời ơi thì món này phải gọi là thấy rất là nhiều luôn á. Thấy video du lịch nào mà Nhi xem về street food nó cũng có những cái bánh như thế này. Nổi tiếng bánh lúc chúc và bánh Khanom Thom, tiếp theo cũng là một món bánh nhất định phải thử khi đến Thái Lan luôn, đó là Khanom Bương, hay còn gọi là bánh kẹp Thái. Đây là một loại bánh truyền thống của từ thời xa xưa của Thái Lan đó mọi người. Chắc chắn những cái bánh kẹp Thái này sẽ khiến mọi người phải dừng lại để nhìn cách họ làm và muốn thưởng thức ngay luôn. Tại vì cái bánh này rất là bắt mắt luôn á, và cũng hay gặp nữa, ở đâu cũng có hết. Từ khu trung tâm thương mại này, chợ đêm, hội chợ cuối tuần, quầy hàng rong ngoài đường, hay là khu phố người Hoa Chinatown thì cũng có luôn, nhiều lắm. Cái mà chủ quầy đang cầm ở trên tay là trứng á mọi người, nhưng mà Nhi không biết vì sao trứng lại có cái kiểu sơ sơ như vậy. Chắc là họ sẽ quay cái trứng ra xong rồi họ đổ xuống hơn. Thôi cái đấy là Nhi đoán thôi nha, Nhi không biết. Tại vì chủ không có làm cái giai đoạn đấy ở đây, nhưng những cái nhân ở bên trong là chủ đã làm trước ở nhà rồi. Thì lên trên đây chỉ có bỏ vào bánh thôi.
Đó, thì cái đấy là trứng nha. Còn cái bên này nè, đó là dừa. Ở ngoài á, là lớp bột mỏng, khi nướng lên thì giòn giòn, ăn thì nghe rộp rộp luôn á, rất là vui tai. Sau đó thì người dân sẽ phết lên một cục kem. Thì kem này không phải là kem cây mà mình hay ăn đâu. Kem này á, là người dân tự đánh lòng thẳng trứng và đường cho đến khi nó bông mịn. Rồi cái topping ở phía trên á, là sẽ có hai loại. Một loại là dừa, thường á, mọi người sẽ thấy màu cam cam. Còn một loại á, là trứng, thường mọi người sẽ thấy màu vàng vàng. Ở trên á, thì có rắc thêm hành lá khô nữa. Nhí thì thử cả hai loại rồi thì nhìn thích loại trứng hơn, nó mềm, nó béo và nó thơm hơn. Thật ra thì cả hai đều ngon nhưng mà thích loại trứng hơn, ăn vì hơi lạ lạ. Mọi người nhớ thử cả hai vị luôn nha. Nhí ăn ở Chinatown, khu phố người Hoa thì giá 4 cái là 40 bạt, tiền Việt là 28.000 đồng, tức là 1 cái là 10 bạt 7.000 thôi á. Giá cũng vừa túi tiền cho nên là mọi người nhớ thử trải nghiệm cái món này ha. Tiếp theo là một thương hiệu tráng miệng mà chắc chắn mọi người đã từng nghe qua, đó là đệ nhất tráng miệng After You. Quán cà phê tráng miệng After You lần đầu tiên mở cửa vào năm 2007. Mọi người tới cửa hàng thì mọi người cũng sẽ thấy những cái bảng hiệu Since 2007, tức là thương hiệu này đã có từ năm 2007. Và đặc biệt là câu slogan rất là đình đám: There's always room for dessert, tức là luôn luôn có chỗ cho món tráng miệng. Trong chuyến du lịch Thái Lan vừa rồi thì Nhi ăn ở Central World rất là đông luôn và mọi người phải lấy sổ và đứng đợi ở trong hàng. Thì lúc mà tới sổ của mình á, thì mình vào cái bàn mà đã được đền sẵn, order, sau đó thì mình ăn thôi. Nhi order bình su xoài mini dành cho một người thôi. Một điểm mạnh ở After You đó là cung cấp cho khách hàng hai size. Nếu như đi nhiều người thì có thể kêu size lớn, còn nếu như mà chỉ đi một người giống như Nhi thôi á, thì có thể thử được món bình su rất là đình đám này bằng cách là kêu size nhỏ. Bình su á, thì ở trong có lớp xôi mềm, thơm mùi nước cốt dừa. Ở ngoài á, là sốt xoài rất là đậm vị xoài tươi luôn, không có mùi giống như hóa chất hay là mấy cái siro thôi á. Đó, cho nên Nhi thấy rất là ok. Nhưng mà Nhi thích nhất là cái sốt kem, béo, ngậy, ngọt vừa đủ mà rất là thơm. Tất cả những cái thành phần ở trong bánh su này á, hòa trộn với nhau, nói chung là rất là hợp. Cái lớp kem rất là béo, không còn ngọt gắt đâu. Cũng hầu hết những cái món rất là nổi tiếng ở Thái Lan khi Nhi ăn ấy, nó sẽ không ngọt gắt đâu, nó ngọt vừa phải thôi. Và nó rất là thơm, rất là béo. Ngon ghê, rất là thơm luôn á mọi người. Và phía trên nó sẽ có những cái hạt như thế này. Ăn mà nó giòn giòn giòn, chắc là snack đó mọi người. Cái sốt xoài này á mọi người rất là ngon luôn á. Và giống như đang ăn xoài tươi luôn á, giống như ăn đang xoài ép rất là đặc. Như là một bữa mà gọi là nghiền những cái mà béo 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 luôn á mọi người. Rỡ họ lấy cái kem này để họ rải lên trên cái bánh su nhưng không, nhăn không luôn á. Lớp kem này á rất là béo, rất là mềm, rất là mịn. Ăn bỏ vào mồm là kiểu tan ngay ở trong miệng luôn á. Nhăn không phải, nó không gọi lành ấy. Nhưng mà khi mình bỏ vào bánh su thì nó rất là hợp, rất là ngon. Và khi mà mình trộn cả đá bào ở phía dưới cùng với cái lớp kem này, cùng với cái sốt xoài này, thì nó là một sự kết hợp và gọi là đỉnh cao luôn á mọi người. Rất là hợp lý, rất là tuyệt vời, rất là ngon. Đây là một trong những nhà hàng tráng miệng nổi tiếng nhất Bangkok, rất nhiều người địa phương và các khách du lịch tới đây ăn nữa, và đặc biệt là còn mua bản After You để mang về Việt Nam nữa cơ. Bất cứ một thương hiệu hay một cửa hàng nổi tiếng nào đều có một câu chuyện đằng sau cả. Thì chủ nhân của After You là May. May bắt đầu làm bánh từ khi mới hơn 10 tuổi thôi, và cô sử dụng những công thức nấu ăn ngon nhất mà cô thu thập được từ tạp chí này và chương trình truyền hình. Thì ngay khi mà học đại học xong á, thì May quyết định mở một quán cà phê tráng miệng, và lúc đó thì After You ra đời. Đến nay thì After You đã có rất nhiều những cửa hàng tại khu trung tâm thương mại lớn như là Central World này, The Market Bangkok, Icon Siam, Terminal 21, Siam Paragon. Còn có nhiều cửa hàng khác nữa, mọi người có thể vào website của After You để xem ha.
Tiếp theo là một món cực kỳ nổi tiếng, đó là mì thuyền. Đây là một món truyền thống của Thái Lan. Món ăn có tên là mì thuyền bởi vì trước đây nó được bán bởi những người dân chèo thuyền dọc theo các con sông hoặc là con kênh ở Bangkok, như kiểu là quán nổi á mọi người. Sau này thì giao thông đường bộ phát triển, đời sống sông nước dần mai một đi thì những nhà hàng nổi này cũng ít còn ấy, nhưng mà mì thuyền thì vẫn còn đấy. Trong thực đơn của các nhà hàng truyền thống hay là những cái nhà hàng ở ven sông á thì thường hay vẫn có món này. Chắc là mọi người sẽ thắc mắc là vì sao cái tô nó lại nhỏ như vậy đúng không? Thì Nhi cũng thắc mắc điều đấy. Thì Nhi có tìm hiểu thì cái này là do hồi xưa khi vẫn còn bán ở trên thuyền, thì nếu như mà cái bát đường mì hẳn bự quá thì cái việc mà truyền cho khách từ thuyền này sang thuyền khác thì nó sẽ khá là khó khăn, sẽ dễ bị đổ ra ngoài á. Cho nên là họ sử dụng những cái bát mà có kích thước nhỏ hơn, miệng rộng, đáy thì nông để thuận tiện và an toàn hơn. Một trong những quán bán mì thuyền nổi tiếng đó là một quán ăn ven sông ở gần tượng đài chiến thắng. Cái tên thì có xuất hiện trên màn hình rồi ha. Đây cũng là quán ăn mà Nhi đến trải nghiệm trong chuyến du lịch Thái Lan vừa qua. Thì quán này rất là đông và nổi tiếng và được recommend rất là nhiều trên các trang mạng xã hội luôn. Nước dùng của món này được chế biến từ tương nên là mình thấy nước dùng có màu nâu khá là đậm, thì mình có thể chọn bò, heo hay là cá viên, nhiều loại lắm. Nói chung là mọi người cứ để cái bụng đói đi, xong rồi kêu hết luôn, ăn thử cho biết. Nước dùng đậm đà, thơm và ngon, vừa vì đậu hũ kỳ và đặc biệt là da heo chiên giòn ở đây rất là giòn, giòn rùm luôn, không bị dầu đâu, ăn rất là cuộn. Nói chung là Nhí rất là thích cái da heo chiên giòn này. Còn một điều lưu ý là khá là cay nha, nếu như mà mình không ăn được cay á thì nhớ bảo nhân viên là no spicy hoặc là less spicy nha. Nhi ăn thì cũng khá là nhiều tô đó, tại vì một tô chỉ cần hai lần gắp đũa là hết à. Khi mà mọi người đến đây ăn á thì mình ăn rồi mình thi nhau trồng tô rồi chụp ảnh đồ này kia thì cũng thú vị đó. Một tô là 16 bạt, quy ra tiền Việt là tầm 11.000 Việt Nam đồng, thì giá cũng rẻ mà đúng không, nên mọi người nhớ tới đây thử ha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận bây giờ. Nhớ bấm đăng ký kênh, nút like và comment những đóng góp ở phía bên dưới nha. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye!